Xin chào mọi người, và đặc biệt là các em trai, em gái tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Đây là video clip anh và Tử Vi chia sẻ với mọi người về cái vận hạn tử vi của 6 tháng cuối năm đối với tuổi của các em. Hồi đầu năm thì mình có nhớ là mình có làm cái tử vi cho tuổi này rồi, cho mọi người rồi, cho nên là mình riêng cái clip của Mậu Thìn mình chỉ ráp vào 6 tháng cuối năm thôi, từ tháng 7 cho tới tháng 12 thôi, để có những cái nhận định theo tử vi là cái gì tốt xấu ra sao, để mà có một cái thông tin cho mọi người ứng dụng trong cuộc sống. Rồi thì mình cũng không có nhắc lại nhiều lắm cái phần mà tử vi chọn chọn năm của tuổi của các bạn, vì là mình đã làm ở cái vận hạn 6 tháng đầu năm rồi, cũng như mình nói về phúc tinh tài tinh của mệnh của các bạn ở trong năm nay. Nhưng mà mình cũng nói sơ thôi lại thôi, đó là thí dụ như vận niên của cả năm đối với người mà Mậu Thìn á, là xạ âm tỉnh, hạn nam thì toán tập mà là trở ngại va vấp, nữ là huỳnh tiền phòng bệnh nặng, nam thì có sao thái dương, may mắn danh lộc tốt, nhưng mà nữ thì có sao thổ tú rối rắm bất an. Nữ mạng của cái người Mậu Thìn sinh năm 1988 là bắt đầu vào giai đoạn 10 năm đại hạn, cho nên là sẽ có nhiều điều phiền toái phức tạp ở phía trước đang chờ đón trong 10 năm liên tiếp. Nam thì không phải ở trong giai đoạn 10 năm đại hạn, nhưng mà cũng phải gọi là gì, bù đắp những cái thất bại mà trong năm Mậu Tuất 2018 để lại với cái lục xung Mậu Tuất với Thìn và Thái Bạch. Như vậy thì rõ ràng là có nhiều cái điều không tốt đẹp, mình phải bù đắp lại. Nói thật sự, nếu mà xét chung về năm á, thì rõ ràng là với Thái Dương chiếu mạng thì sẽ có nhiều may mắn cho nam mạng, còn Thổ Tú là một trong những cái sao đem lại rắc rối cho người Mậu Thìn nữ mạng, vì Thổ Tú thì thành Thổ mà đại lâm mộc của các em, Mậu Thìn là đại lâm mộc, như vậy là mộc khắc Thổ, mạng mình khắc sao ha, sao khắc mạng mình thì đều có những cái điều mà không có tích cực. Rồi vẫn vào tháng 6 tháng cuối năm thì đầu tiên hết là tháng 7 âm lịch của năm kỷ hợi 2019, tức là tháng Nhâm Thân. Tháng 7 âm lịch mà theo thuyết Phật giáo thì rõ ràng là ai cũng biết, đó là tháng sáu tội vong nhân, tháng Vu Lan báo hiếu, tháng cô hồn ha. Thì xét về mệnh là kim, Nhâm Thân là thuộc kim và các em là mộc, cho nên là kim khắc mộc, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng gặp không tốt, sức khỏe cần cẩn trọng, đặc biệt với nạn huỳnh tiền, tức là bệnh nặng của phòng tránh cái bệnh nặng của cái người mà nữ mạng, thì gặp cái tháng mà tương khắc bổn mạng như vậy thì có chút khó khăn. Mậu là của Mậu Thìn khắc chữ Nhâm, thiên can khắc tháng, cẩn thận công việc nhiều khó khăn. Mình khắc tháng thì công việc nó có gây ra rối rắm đầy là khó khăn buồn phiền, tuy nhiên là mình vẫn chủ động giải quyết được, chỉ là ví dụ như cái việc đó mình phải bình thường là mình làm nó một cách rất là ok thoải mái, thì bây giờ mình phải tốn công tốn sức ha, đó là cái thiên can ảnh hưởng về công việc. Còn về địa chi là Thân ha, tuổi Thìn gặp tháng Thân là nhóm tam hợp thân tí tình, là dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo. Thường thì cái phần chi, cái chủ chi á, là xét nhiều cho gia đạo, tuy nhiên là cái này là mình cũng có tích cực hơn, cho nên là gia đạo tích cực và các mối quan hệ trong xã hội làm ăn nó cũng sắp phát sinh, nó cũng đem lại những cái lợi lộc cho mình. Như vậy thì hy vọng với tam hợp như thế này thì gặp khó khăn ở trong công việc ở trong cái tháng 7 do là thiên can Mậu khắc Nhâm, thì vẫn có những cái mối quan hệ, những cái mối quan hệ xã giao cùng quý nhân giúp đỡ mình mà vượt qua cái khó khăn, tức là bạn bè ha. Rồi rõ ràng với tháng Nhâm Thân thì có hai cái tương khắc
một cái tương hợp, một cái là tam hợp, thì rõ ràng là xấu nhiều hơn tốt. Cho nên là các em cẩn thận, dù là tháng nghe nói là tháng tam hợp ha, gặp tháng đó là tháng cô hồn nữa. Mấy người theo Phật giáo thì hay nói, hay gặp chuyện xui nên tại tháng cô hồn mà, thôi kệ cô hồn cũng được ha, thôi kệ, nói vậy cho nó qua chuyện cho nó xong. À, tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Trung Thu. À, tháng này là tháng Quý Dậu. Tháng Quý Dậu tiếp tục là một tháng kim, như vậy xét về trụ mệnh là kim khắc mộc, à, bản mệnh bị tháng khắc, à, bổn mạng gặp không tốt, cẩn thận về sức khỏe. Mà khi mà kim nó khắc mộc á, thì như đã nói ha, là mình sẽ bị các phúc tinh và tài tinh không có còn tác dụng, nó mất cái đi tác dụng của nó và phá vào bại tinh nó, vì thế nó hoành hành. Cho nên là nhớ cẩn thận ha. À, đặc biệt là bổn mạng của cái những cái người mà nữ mạng như đã nói ha, về với cái hạn huỳnh tiền phòng bệnh nặng, thì đây là những cái tháng rất là dễ xảy ra bệnh nặng cho mình ha. Rồi á, và những cái việc mà nhỏ có thể là tai nạn phạm thân mình, cho nên là cẩn thận. Thiên can chữ Mậu và chữ Quý là thuộc ngũ hợp, à, chủ về chữ lễ, thì công việc dễ sinh tài lộc, à, tốt đẹp. À, không như là tháng tháng 7 ha, tháng 8 của mình là thiên can nó tốt đẹp. Ok, thì mọi điều như vậy á, thì là mình thuận tiện rồi. Tiếp tục á, là tháng tiếp tục là phần địa chi. Địa chi là Dậu Thìn, là thuộc nhóm lục hợp. Nhóm lục hợp đó là không những tốt cho gia đạo mà có tốt cho công việc nữa. Như vậy thì tháng 8 khởi sắc hơn với thiên can và địa chi là một cái ngũ hợp, một cái tam hợp, mà chỉ có mệnh là bị tương khắc thôi. Cho nên là tháng 8 công việc và gia đạo có thể nói là có nhiều điều tốt đẹp, thậm chí là sinh tài lộc. Nhưng mà bổn mạng thì nhớ cẩn thận, đó nhất là những cái em nữ. Còn nam á, thì thật sự ra mà nói, như anh đã nói hồi cái video đầu năm á, là cái phần mà về cái sao Thái Dương á, là một cái sao Thái Dương á, thì nó thuộc hành hỏa, nó hơi quá mạnh, hành hỏa nó thiêu đốt quá mạnh cái người mệnh mộc của mình. Cho nên là vì thế chưa chắc gì cái sao Thái Dương đã đem đến nhiều may mắn cho mình. Nó có thể là những cái công việc nó quá tầm với sức mình, mà mình vươn vào thì mình sẽ tốn rất là nhiều tiền, tốn rất là nhiều tâm lực mình mới có thể hoàn thành được. Cho nên là cẩn thận. Rồi, tiếp đến đó là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 9 âm lịch là một tháng có vẻ không tốt đẹp đối với người của các em. Vì sao? Vì xét về trụ mệnh, tháng 9 âm lịch, tháng Giáp Tuất là hỏa, cho nên trụ mệnh là mộc sinh hỏa, bổn mạng bị sinh xuất, sức khỏe yếu, cần cẩn trọng bổn mạng. Đó là phần sinh xuất bổn mạng. Sinh xuất vẫn đỡ hơn là cái tháng 7, tháng 8 bị là tháng khắc bổn mạng ha. Cái này thiên can á, thì giáp của Giáp Tuất khắc chữ Mậu, rõ ràng là với tháng khắc thiên can, công việc sẽ khó tốt đẹp, cẩn thận vướng pháp luật, đặc biệt với các em mà có cái sao Thổ Tú rối rắm, đem lại rối rắm, đó là nữ mạng đem lại rối rắm cho mình. Địa chi thì xét về địa chi, Thìn với Tuất là lục xung. Lục xung là mô tả cái sự mà đối chọi, chống đối nhau. Gia đạo chắc chắn có nhiều rối rắm, thị phi, không tốt đẹp. Rõ ràng thì với cái tháng 9 bổn mạng bị sinh xuất thì bổn mạng chưa phải là tốt, bổn mạng mình bị yếu đi, thì vì vậy phúc tinh và tài tinh cũng yếu theo. Và khi mà phúc tinh và tài tinh yếu theo thì thiên can và địa chi bị tương khắc, bị lục xung, và thiên can thì bị tháng khắc như thế này, thì chắc chắn rằng tháng 9 âm lịch là không tốt đẹp. Dù là nam hay nữ đều cũng phải cẩn thận ở trong tháng này với những cái thông số về tử vi nó như vậy. Cho nên là nhớ cẩn thận. Rồi, tiếp đến đó là tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Thì tháng 10 là tháng Ất Hợi. Tháng Ất Hợi thì tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy mệnh vẫn là mộc sinh hỏa. Mệnh bị sinh xuất, sức khỏe yếu, cẩn trọng bổn mạng. Rõ ràng là không tốt đẹp về sức khỏe.
và như cũng giống như tháng 9, Phúc Tinh và Tài Tinh vì thế yếu đi, không phát huy được tác dụng để phá vào bại tinh nó hoàn thành. Rồi, Thiên Can Ất Mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của Ất là Mộc, nạp âm của Mậu là Thổ, cho nên nạp âm ngũ hành là tương khắc. Đây là công việc cũng tiềm ẩn nhiều cái rối ren chứ không phải là được tốt đẹp hoàn toàn đâu. Địa chi Thìn Hợi tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. À, cho nên là gia đạo không có vấn đề. Nhưng mà có một số sách viết rằng Thìn Hợi là tứ tuyệt. À, cho nên mà qua những cái nghiên cứu của mình thì rõ ràng là Thìn và Hợi gặp nhau nó cũng có những cái điều xung khắc nhưng không quá lớn. À, như vậy thì tới tháng 10 đỡ đần hơn tháng 10, đỡ hơn tháng 9 Giáp Tuất. À, vì Thiên Can và Địa Chi nó có sự xung khắc nhưng không quá lớn. À, mạng thì hai cái này giống nhau rồi, hai cái Ất Hợi và Giáp Tuất tháng 9 tháng 10 đều là tháng hỏa thì bổn mạng có chút không tốt đẹp, nhớ cẩn thận nha mọi người. Rồi tiếp đến đó là tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý, mà tháng Bính Tý là thủy. Như vậy xét về mệnh là thủy sinh mộc, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe và bổn mệnh. Mà khi bản mệnh được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lợi tốt đẹp cho cái tử vi của tháng của mình. À, Thiên Can Mậu Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, như vậy là tốt đẹp về công việc và mọi điều ha. À, địa chi Thìn gặp Tý, à, là thuộc nhóm tam hợp thân Tý Thìn, là dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Như vậy thì rõ ràng là tốt đẹp. À, tốt đẹp ở phần địa chi. Và phần địa chi thì như đã trình bày ở nhiều cái khác là cái nhánh, cái Thiên Can là cái gốc. À, cái nhánh này là giống như là cái gia đình, ảnh hưởng gia đình và các mối quan hệ là nhiều nhất. Cho nên có thể nói là với Thiên Can không bị tương khắc cộng với tam hợp của tháng sẽ có phần nào tích cực hơn ở trong cái tháng 11 này. Có thể nói là tháng 11 này dễ sinh tài lộc với cái phúc tinh và tài tinh được mạng tương trợ là thủy sinh mộc. Ha. Rồi, tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019, là tháng Chạp. À, tháng Chạp còn có theo tử vi là tháng Đinh Sửu. Tháng Đinh Sửu thì lại là một tháng thủy. Như vậy mệnh cũng giống như tháng 11, với bản mệnh được tương sinh, thủy sinh mộc, tốt cho sức khỏe và bổn mạng, phúc tinh và tài tinh vì thế cũng được hưởng lợi và phát huy các tác dụng của mình. À, Thiên Can Mậu Đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, cho nên là ngon lành. Mà nạp âm của Đinh là hỏa, nạp âm của Mậu là thổ, cho nên nạp âm ngũ hành của Thiên Can là tương sinh, dễ sinh tài lộc. À, tháng trên cũng vậy, Bính là hỏa, Mậu là thổ, nó vẫn là tương sinh, hỏa sinh thổ, cho nên là tài lộc cũng dễ sinh. Tháng này cũng giống tháng 11, tài lộc dễ sinh ha. Tuy nhiên Sửu và Thìn thì nằm trong cái tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi. À, Thìn với Sửu thì nó ở xa nhau một chút xíu, cho nên là cái sự xung khắc nó không có quá nhiều, nhưng chắc chắn là nó có sự xung khắc. À, rõ ràng là sẽ có chút rối ren về gia đạo. À, như vậy thì rõ đã tổng hợp xong cái 6 tháng vận hạn của 6 tháng cuối năm, với cái đặc biệt, tháng đặc biệt khó khăn là tháng 9 âm lịch. À, với cả Thiên Can mệnh và địa chi có nhiều rối rắm. Còn lại là 4 tháng đầu là tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì bổn mạng và sức khỏe không được ok. Hy vọng rằng với những cái thống kê, những cái chia sẻ này sẽ là cái hành trang nhỏ cho các em có được cái nhận định tốt cho mình ở trong những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019, mà đưa ra những cái quyết định về cuộc sống, về mọi thứ để có được cái thành công tốt đẹp. Ai xem thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Mậu Thìn được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa kênh đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc người thân, để mà ứng dụng vào cuộc sống. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.